lời Chúa thứ ba sau Chúa nhật thứ 33 thường niên ngày 21 tháng 11 2023 Lời Chúa thứ ba sau Chúa Nhật thứ 33 thường niên Ngày 21 tháng 11, 2023 Thưa anh chị em và các bạn, mỗi ngày thứ ba Chúng ta nhớ đến những bệnh nhân, bệnh thân xác, bệnh tâm hồn Những người đang quằn quại trên giường bệnh nhiều năm, nhiều tháng Bởi những căn bệnh nan y có khi không biết nguyên nhân ở đâu và chả biết thuốc men nào chữa được. Phó thác họ cho quyền năng lòng thương xót Chúa, xin Chúa ra tay chữa lành để tôn vinh và họ trở thành những chứng nhân cho lòng thương xót Chúa. Mời anh chị em và các bạn nghe lời Chúa thứ ba sau Chúa Nhật thứ 33 thường niên ngày 21 tháng 11. Bài đọc 1 năm lẻ trong sách Mác-ca-bê quyển thứ 2 chương 6 câu 18 đến câu 31. Bài trích sách Mác-ca-bê quyển thứ 2. Hồi ấy có một người tên là Elaja, một trong những kinh sư quan trọng, tuy tuổi đã cao nhưng trông rất đẹp lão. Ông bị ép phải há miệng ăn thịt heo, nhưng ông thà chết vinh hơn sống nhục, nên đã tự ý tiến ra nơi hành hình sau khi đã khạc nhổ hết thịt ra. Ông đã làm như vậy theo thói thường của những người can đảm, là từ chối những thứ luật lệ không cho phép ăn, dù phải ăn để sống. Vì quen biết ông Elijah đã lâu năm, nên những người chủ tọa bữa tiệc cúng thần trái với lề luật, kéo riêng ông ra một chỗ. Họ khuyên ông nói với người ta đem thịt đến, thứ thịt được phép dùng, tự tay ông dọn lấy, rồi giả vờ như thể mình đang ăn thịt cúng do nhà vua truyền. Làm như vậy, ông mới thoát chết, lại còn được đối xử nhân đạo vì trước kia ông đã xử tốt với họ. Nhưng, ông đã có một quyết định dứt khoát thật xứng với tuổi cao và uy thế của Bậc Lão Thành. Với vẻ khả kính của mái tóc trắng phau vì lao tâm khổ tứ, với tác phong hoàn hảo từ buổi thiếu thời nhất là phù hợp với luật thánh do chính Thiên Chúa lập ra. Ông trả lời họ thật đích đáng là cứ việc đưa ngay ông xuống âm phủ. Ông nói, ở ờ, tuổi chúng tôi giả vờ là điều bất xứng, e rằng có nhiều thanh niên sẽ nghĩ rằng ông già Elijah đã 90 tuổi đầu mà còn theo những thói dân ngoại. Rồi bởi tôi đã giả vờ và ham sống thêm một ít lâu nữa nên họ bị lầm lạc vì tôi còn tôi thì chuốc lấy vết nhơ và ô nhục cho tuổi già dù hiện nay tôi có tránh được hình phạt của người ta thì sống hay chết tôi cũng sẽ không thoát khỏi bàn tay của đấng toàn năng vậy giờ đây khi can đảm từ giã cuộc đời tôi sẽ tỏ ra xứng đáng với tuổi già và để lại cho đám thanh niên một tấm gương cao đẹp về cái chết tự nguyện và cao quý vì đã trung thành với các lề luật đáng kính và thánh thiện. Nói thế rồi, ông đi thẳng đến nơi hành hình. Những người điều ông đến nơi đó đổi thiện cảm họ vừa có đối với ông thành ác cảm vì họ cho những lời ông nói là điên khùng. Khi sắp chết vì đòn vọt, ông vừa rên vừa nói Đức Chúa là đấng thông suốt mọi sự Hẳn người biết là dù có thể thoát chết nhưng tôi vẫn cam chịu những lặn roi gây đau đớn dữ dằn trong thân xác còn tâm hồn tôi vui vẻ chịu khổ vì lòng kính sợ người con người ấy đã từ giã cuộc đời như thế đó cái chết của ông để lại không những cho các thanh niên mà còn cho đại đa số dân chúng một tấm gương về lòng cao thượng và một hình ảnh đáng ghi nhớ về nhân đức đó là lời Chúa. Ta ơn Chúa. Mời anh xem lặp lại câu đáp. Có Chúa đã nâng tôi. Lạy Chúa, thù địch con đông vô kế, Người nổi dậy trong con thật quá nhiều. Qua nhiều kẻ đang nói về con, Chúa trời đâu kêu hắn. Nhưng lạy Chúa, Trinh Ngài là khiên che thuận đỡ, Là vinh dự của con, Là đơn cho con được ngẩng đầu bất khuất tôi vừa cất tiếng kêu lên cùng chúa chúa liền đáp lại từ nuôi thanh của người tôi nằm xuống và tôi thiếp ngu rồi thức dậy vì chúa đỡ nâng tôi tôi chẳng còn phai sợ lũ người đông vô số đang vây bọc quanh tôi Hallelujah, Hallelujah, Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta và sai con của người đến làm cua lễ đền tội cho chúng ta. Hallelujah. Mời anh chị em mở tin mừng Chúa Giêsu theo Thánh Luca chương 19 câu 1 đến câu 10. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu vào Jericho, đi ngang qua thành phố ấy, ở đó có một người tên là Gia Kêu, ông đứng đầu những người thu thuế và là người giàu có. Ông ta tìm cách để xem cho biết Đức Giêsu là ai nhưng không được vì dân chúng thì đông mà ông ta lại lùn ông liền chạy tới phía trước leo lên một cây sung để xem đức giê vì người sắp đi qua đó khi đức giê tới chỗ ấy thì người nhìn lên và nói với ông này ông gia kêu xuống mau đi vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông ông vội vàng tụt xuống và mừng rỡ đón rước người thấy vậy mọi người sầm xì với nhau nhà người tội lỗi mà ông ấy cũng vào trọ ông Gia Kêu đứng đó thưa với Chúa Thưa Ngài Tôi xin lấy phân nửa tài sản của tôi mà cho người nghèo Và nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì Tôi xin đền gấp bốn Đức Giêsu mới nói về ông ta rằng Hôm nay ơn cứu độ đã đến cho nhà này Bởi người này cũng là con cháu tổ phụ Abraham Vì con người đến để tìm và cứu những gì đã mất đó là lời Chúa. Lời Chúa Kỳ lời khen Chúa. Thưa anh chị em, chúng ta nghe tiếp uh, sách Maccabee Quyển thứ hai. Hôm nay nói về một chứng nhân, một chuyện khó tin. Nhưng có thật. Đó là ông già già. 90 tuổi rồi. Là một người tuổi cao, đẹp lão. Là một người mà mái tóc trắng phau vì lao tâm khổ tứ tác phong hoàn hảo từ buổi thiếu thời là một người phù hợp sống với luật thánh do chính thiên chúa lập ra con người ấy bây giờ đứng trước một thử thách đó là vi phạm luật của thiên chúa mà lúc đó là ăn thức ăn mà không được phép ăn vì đã cúng cho thật bây giờ thì lựa chọn thôi một là ăn cứ ăn thôi rồi họ cho về rồi họ lại cho mình được thế này thế nọ thế kia thứ hai là không ăn thì bị chết mà nếu mà ăn để được uh, sống thì ông bảo là tôi thà chết vinh hơn sống nhục Sống nhục là gì? Sống nhục là để lại một tấm gương xấu Người ta sẽ bảo là Cái lão này Già bằng này tuổi rồi mà ham sống sợ chết Vi phạm luật thánh Trước giờ nói năm hay lắm Đạo đức lắm Thế này thế kia Mà đến giây phút cuối cuộc đời thì không đủ can đảm 90 rồi còn ham sống sợ chết Đồi làm gương mù gương sống cho đám thanh niên Nhưng mà có một giải pháp khác Giải pháp gọi là thỏa hiệp đẹp đôi đường giải pháp đó là gì là không vi phạm chỉ giả vờ vi phạm thôi họ đưa đến một mâm đồ ăn là theo luật thì được phép ăn vì không phải là mâm cúng nhưng mà giả vờ đưa mâm cúng xuống cho mọi người thấy rồi đánh cháo cái mâm cúng ấy bằng một cái mâm không cúng ông ấy ăn ông có vi phạm luật không không vì thịt đã được ăn mà đâu phải mâm cũng đâu cháo rồi và ông ăn như vậy thì ông ấy um, được uh, vua quan rồi mọi người rồi, những người mà quý mến ông ấy là hoan hô vỗ tay rồi tiếp rước ông ấy nhưng mà nếu ông ấy ăn như vậy thì nhưng mà trước mặt người dân ấy, là ông có vi phạm không có. có hình thức bên ngoài là vi phạm đem mâm này xuống ông ấy ăn nhưng mà mâm được cháo chỉ những người mà đánh cháo thì mới biết là mâm giả Còn những người nhìn thì tưởng là mâm thật Ông ấy giả vợ ăn thôi mà Rồi được sống Nhưng mà ông bảo Như thế thì người ta sẽ nhìn tôi bảo rằng là Nếu người ta biết rằng tôi giả vợ ăn Thì tôi cũng là một, một gương xấu là Hàm sống sợ chết mà giả vợ Giả mà còn giả vợ Ở tuổi chúng tôi giả vợ là điều bất sức E rằng có nhiều thanh niên sinh nghĩ là Ông già Elijah đã 90 tuổi đầu mà còn theo lùi dân ngoại bởi vì tôi giả vờ ham sống thêm một ít lâu nữa Mà họ bị lầm lạc vì tôi Cớ vấp phạm vì tôi Còn tôi chuốc lấy viết nghe và ô nhục cho tuổi già Mà cho dẫu tôi nói thật với các ông nha Cho dẫu tôi có tránh được hình phạt của các ông Thì dù sống hay chết tôi cũng không tránh khỏi bàn tay của Thiên Chúa Cho nên tôi phải từ giã cuộc đời này một cách can đảm Xứng với tuổi già và để lại cho đám thanh niên một tấm gương cao đẹp về cái chết tự nguyện và cao quý vì đã trung thành với các lời luật đáng kính và thánh thiện. Xong chưa? Nói về xong chưa? Chưa. Đây là mới nói thôi mà. Mới nói thôi. Còn đi đến nơi hành hình. Thứ nhất là tất cả những người mà có thiện cảm yêu người xưa phó ông ấy ủng hộ ông bây giờ thấy ông không có theo mình, qua lại ác cảm trong ông, thế nghĩa là tinh thần đã căng thẳng. Thứ hai là cho là ông điên khùng rồi, để nó cứng đầu ông ngoan cố điên khùng, rồi sắp chết vì đòn vọt. Đâu phải nói không đâu, đâu phải chém phát là xong đâu, còn đánh đòn cho đến chết mà, sắp chết vì đòn vọt, ông rên lên, đó là đau lắm, đau thật chứ không phải là đau giả vờ nữa cái này là không có giả vờ giả việc gì đó. Đó thật đó Đức Chúa thông suốt mọi sự Biết là dù tôi có thể thoát chết Mà vẫn cam chịu những lần roi Đau đớn dữ dằn trong thân xác thân xác Nhưng mà tâm hồn tôi Lại vui vẻ chịu khổ Vì lòng kính sợ Chúa Chúng ta phân biệt hai cái Đau thì vẫn đau Cái thân xác này Nó có dây thần kinh của nó Đụng vô là nó đau Và Chúa cho cái dây thần kinh đụng vô đau Để làm gì anh chị em biết không Đôi khi tôi đau quá tôi bảo, "Giá yeah, mà chú đừng cho cái dây thần kinh đau có phải đỡ không? Nó cứ nhéo chả đau gì cả, có phải đỡ không?" Điều đó tốt hay xấu? Tại sao xấu? Tại sao xấu? Tôi biết tại sao? tại sao chú để cho dây thần kinh nó cho mình thấy cái cảm giác đau. Không? Này nha. Tôi cho một cái ví dụ. Một con ong độc nó chích anh. Mà anh không thấy đau anh không phản ứng anh không thấy đau anh không phản ứng nó cứ chích nọc độc nó vào anh chết chết mà vẫn không biết tại sao mình chết vì nó cũng không có đau thấy không rồi thằng kia nó buồn tình nó lấy ra nó cứa cổ anh máu chảy mà anh chẳng thấy đau anh tưởng mồ hôi, anh một hồi in phút cái thấy máu chảy chuyện gì xảy ra vậy thấy không mà để ý không hay là con kiến nó cắn anh hay con mũi nó cắn anh mà anh không thấy ngứa thì đâu có vỗ Mỗi được cứu hết máu anh sao Cái nó cứ sơ hết thịt anh thì sao Chuột nó gặm hết đứt chân rồi mà còn chưa biết mà ta không thấy đau Ờ tôi tôi suy nghĩ bảo đúng đúng thôi 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 chúa Còn lộn còn lộn Thôi chứ cứ để bình thường chứ cứ để bình thường Đau thì cứ phải đau Chứ đôi khi mình đau quá mà Cho nên người ta mới trích thuốc tê cho mình mất được cảm giác Nhất thời thôi Nhất thời lúc đó thôi hết tê là nó lại đau lại mà Nhưng mà lúc đó để mình chịu được cho người ta mổ xẻ mình có dễ dụa thôi Chứ nhiều lúc đau tôi cứ xin Chúa nói, Chúa chế lên cái dây thần kinh đau lắm Vì nó khổ quá, thì nó đau quá chịu không nổi Nhưng mà nếu không đau Mình không phản ứng Chết vẫn không biết tại sao Phải không? Đúng không ạ? Được. Đúng. Chúa thông minh không? Tuyệt vời Cho nên ông đau thật Nhưng mà linh hồn, tâm hồn nó vui vẻ Đó là do lòng tin Hai cái khác nhau Tôi vui vẻ vì lòng kính sợ Chúa Người ấy ra đi như thế đấy cuộc cái chết của ông để lại không những cho các thanh niên mà còn cho đại đa số một tấm gương về lòng cao thượng và một hình ảnh đáng ghi nhớ về nhân đức. Đọc đến đây anh chị em liên tưởng đến chuyện của ai ở Việt Nam. Chuyện của anh tương tự như vậy. Mà tôi vẫn đọc cho anh chị em nghe đó. Chuyện đạo, chuyện đời đó. Chuyện của ai? Ở Việt Nam. Ê, con cái của các ngài mà quên. Nói to các thánh tử đạo Việt Nam Rất nhiều thánh tử đạo Việt Nam Người ta cũng dụ như vậy Thí như Thánh Nguyễn Cẩn Nói Bước qua thập giá đi Không bước đi này bị chỉ lấy hai cái que thôi Tôi để cái hình thập giá thôi Mà cái que chứ đâu phải cây thánh giá đâu mà sợ Rồi cứ bước đi rồi tôi tha cho Bước không Bước cái que thôi mà Tôi xếp cái hình cái tự tự vậy nè Lấy hai que tôi xếp bên vậy thôi Bước đi để cho quan quân nó thấy quan mấy ông vua ông quan thấy là nó có bước qua rồi đi về bước cho rồi thì không tôi không giả vờ được vì cái cây này dù anh thấy rằng hai cái que nhưng mà anh nói rằng bước qua nó là bỏ đạo thì tức là cây này cây thánh giá rồi tôi bước qua là tôi bỏ đạo chứ đâu phải tôi bước qua cái que rồi có nhiều linh mục khi bị bắt nó nói thì thôi bây giờ ông cứ sư cũng là thầy thuốc đi rồi tôi cho về không, tôi là Linh Mục Thôn Thầy Thì cứ nói vậy đi có sao đâu Tôi thì thầy thuốc rồi đi về Không chịu Bắt, đánh và giết Y như ông nhà Elisa này. Chỉ đơn giản Giả vờ một tí thôi mà cũng không chịu Không Giả vờ ăn thịt thôi mà Thì được thích phép ăn tôi đổi thôi mà Không Cho nên trong cuộc sống của chúng ta Rất nhiều lần mình bị cam dỗ Bởi những thỏa hiệp đó Nó gọi là liên minh ma quỷ thỏa hiệp Thỏa hiệp Cũng vậy thôi Mình đi loan truyền lòng thương xót Chúa Người ta cũng yêu cầu mình Giảng gì thì giảng Đừng giảng về lòng thương xót có sao đâu Vậy là được mà Cũng giảng về Chúa thôi Nhưng mà đừng nói về lòng thương xót nó Nói với ngay cả Faustina Mày đừng có nói gì về lòng thương xót Chúa Ta để mày yên Thấy không Mày cứ giả vờ mày ăn thịt heo đi rồi tao cho mày sống Cái giả vờ bước qua thập giá đi Cứ giả vờ như không biết gì về lòng thương xót đi Được không? Bề trên yêu quý các chị em ủng hộ Còn không thì bảo là mê tín Quỷ ám, tâm thần Rồi bị cô lập, bị cách ly, bị ghét bỏ Không Chết thì chết tôi cũng nói về lòng thương xót lòng thương xót của Chúa. Rồi Thánh Sô cũng bị như vậy và chúng ta ngày hôm nay cũng vậy. Đi làm bác ái, người ta cho đi nhưng mà với điều kiện không đem lòng thương xót Chúa đi. Tôi bị nhiều lần. Muốn làm gì làm, đừng nói về lòng thương xót Chúa, đừng đem sách, ảnh, mây chuỗi gì về lòng thương xót Chúa hết. Muốn làm gì cũng cho hết, muốn phát thì muốn làm bác ai, muốn chữa bệnh, khám bệnh gì cho hết. Và không, nếu không cho tôi loan truyền lòng thương xót Chúa thì tôi không đến và không làm. Vì tôi không phải là đoàn bác ái xã hội, công tác xã hội thuần túy, mà tôi là cộng đoàn lòng Chúa thương xót. Việc đi làm bác ái xã hội chỉ là phương tiện để loan truyền lòng thương xót Chúa. Loan truyền lòng thương xót Chúa là mục đích chính của chúng tôi. Loan truyền bằng những việc bác ái thực tiễn thực tế và cụ thể. Anh nói về lòng thương cho Chúa, lòng thương Chúa là cái gì? Làm sao đây? Nghe đi, đọc đi, nhìn đi, rồi đón nhận món quà đi. Đó là lòng thương cho Chúa đó. Cho nên chỗ nào từ chối, chúng tôi phủi bụi chân ra đi. Cho dù linh mục ấy, cho dù bề trên ấy, cho dù các đấng bậc vị vọng nào cũng vậy, chúng tôi cũng còn xin lỗi không cho con nói về lòng thương cho chú con xin phép chào tạm biệt đem quà đi cho khác và thôi cứ để quà đấy rồi đi bỏ chợ thư không con không phải là đoàn công tác xã hội đem quà đến phát quà là phương tiện để đạt mục đích là loan truyền lòng thương xót Chúa Nếu không đạt mục đích Không giao phương tiện Dù là có quyền lực thế nào Đạo hay đời Còn xin lỗi Rút lui 10, 20 năm và bị thử thách liên tục tới bây giờ vẫn cứ bị thử thách trong nước cũng vậy ngoài nước cũng thế đi ra nước ngoài vẫn cho đi cho đi làm lễ miễn không được giảng về lòng Chúa thương xót tôi đi và tôi giảng tôi bị cấm tôi bị truy sát tôi bị truy đuổi tôi bị lên án nặng nề thiếu điều là chết thôi nhưng mà cái chết này còn nguy gớm hơn là chết thật. Tha tôi giảng bắn một phát, tôi chết. Còn dễ. Đây cấm cản rồi, truy sát đủ mọi thứ. Sống không ra sống, chết không ra chết. Gọi là sống dở, chết dở. Tại vì mình chỉ có thể sống được khi mình loan truyền lòng thương xót Chúa. Mà mình không được loan truyền lòng thương xót Chúa thì mình sống cũng như là chết. Để cho tôi sống dở, chết dở. Nó ghi gớm hơn là ông già Elisa ghi gớm hơn là cái từ đạo bây giờ người ta sẽ xử mình như vậy đấy tinh vi hơn nhiều thấy tinh vi không rất tinh vi chứ đó các bạn có dám không các bạn sẽ bị thử thách mày làm gì làm mày đừng dính vào lòng thứ chúa là được rồi cái gì cũng được hết có khi chính bố mẹ mình gia đình mình cũng thách đố mình như vậy thôi lo đi học đi thôi lo đi làm đi còn lòng thứ chúa thì lúc nào làm sao khi nào công an việc làm ổn định rồi khi nào có công danh sự nghiệp rồi thì lúc có rảnh ra người làm lúc có công danh sự nghiệp rảnh ra có làm không không lúc đó thì tôi còn lo cho con lo con xong rồi làm gì còn lo cho cháu rồi cháu và thôi rồi cháu rồi bây giờ tới làm được chưa vừa già rồi thôi mệt nghỉ rồi sắp chết bảo đi theo lòng chưa chưa chưa, chưa. chết rồi còn theo làm cái gì rồi đời rồi đời đó là cái chiêu của ma quỷ Lôi mình Rút mình từ từ Rút tỉa dần dần mà mình đâu có biết Nghe hợp lý không? Hợp lý mà mình thỏa hiệp Đó là liên minh ma quỷ đấy Thỏa hiệp đấy Nó sẽ cám dỗ các bạn nhiều lắm Mày làm cái quán đấy được cái gì đâu Ngày thì được có đúng một đô Rồi ba mươi ngàn đồng tiền ăn Ba bữa mà nó mỗi thằng Sức trẻ như thế này mà nó chỉ có ba mươi ngàn đồng một bữa một ngày không phải là một bữa thôi mày ra ngoài kia mày đi làm tháng cả gấp 10 lần ở đây mày làm một ngày ăn tháng làm gì phi pháp có nơi học lấy nghề cha một đêm ăn trộm bằng ba năm làm đấy thuộc lòng <laughs> có nơi học lấy nghề cha một đêm ăn trộm bằng ba năm làm bây giờ mấy cô nữa cũng vậy đi làm làm gì một tối thôi vốn có sẵn vốn trời cho bố làm 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 có, con không làm ban ngày con mệt lắm con phải làm đêm thôi Mà làm nghề tự do ở mình lập vốn ở đầu gì vốn chúa ban trời cho đi không đi không đi ý đã đi nhưng chúng ta thấy rõ ràng là đó là cái thỏa hiệp có sao đâu là còn đêm ấy mà chết chắc thì có ai biết đâu, nằm đêm ai biết cứ đi, chúng ta dễ bị cấm dỗ vậy luôn, cũng giống như mình dễ bị cấm dỗ Thôi, chủ, chủ nhật nào chẳng đi lễ, còn nhậu lỗ lố với nhậu, ta luôn, Thấy không? Nghe hợp lý không? Tuần sau đi lễ cũng được mà, thấy không? À, thấy không? Nhậu bạn bè lâu ngày mới gặp, Thế thì tại sao không đi lễ về cũng đi nhậu vậy được, không sao không chịu? Mày hỏi lại nó đi. Tao đồng ý đi nhậu. Đi lễ về đi nhậu. bố đi nhậu từ 6 giờ sáng đến 12 giờ đêm à. Nhậu tiếng, 2 tiếng. Thì ta đi lễ và xong ta đi nhậu mấy. Bạn bè lâu lâu gặp nhau. Mà mình dễ bị thôi mà. Lâu lâu gặp lần lễ tuần sau đi. Thế thì tại sao mày không bảo. Người, người nhậu để mai nhậu cũng được mà. Tao không hỏi ngược lại đi. sẽ không hỏi ngược lại. Hả? Bạn thấy không? Tức hỏi ngược lại Thì Mai cũng nhậu được vậy Nếu mà bỏ đi lấy tuần sau đi thì Mai nhậu cũng được vậy Thế tới giờ ăn cơm nó bảo Thôi để tối ăn được mà Mày chịu không? Nó đói Sao mày bỏ tao đi lễ Bỏ mai cũng đi lễ được tuần sau Tao cũng đói vậy Đói gì? Đói thiêng liêng Đói tâm hồn tao chứ Bạn quên cái điều đó à? Người ta sống không bởi cơm bánh Mà bởi lời chúa bởi mình thánh chúa bởi nhiều thứ khác nữa chứ đâu phải chỉ cơm áo gạo tiền thôi cho nên đấy đọc lại câu chuyện Macabe rồi nhầm nhìn đối chiếu lại cuộc sống chúng ta ngày hôm nay Cái ông già Eliza đó cương quyết không thỏa hiệp dù chỉ là nhích một tí thôi mà giả vờ thôi có sao đâu không là không rồi chúng ta mới thấy được rằng là, là cái ông gia kêu ngày hôm nay cũng như thế dứt khoát là dứt khoát tôi phân nửa tài sản tôi cho người nghèo và nếu tôi làm thiệt hại cái gì tôi đền gấp bốn làm sao ông có thể làm được chuyện đó làm sao ông và Eliza có thể làm được chuyện đó nếu không được Chúa sờ chạm nếu không được ơn của Chúa đến với cuộc đời của ông ấy nếu ông không cảm nhận được Chúa thương xót ông ấy ông ấy là một người thu thuế người giàu có nữa thì cần đến chúa làm gì không danh vọng có tiền bạc có quyền lực có có cần đến chúa không không ngày hôm nay rất nhiều gia kêu như vậy nha chỉ có khúc đầu không có khúc đuôi thiếu khúc là một người thu thuế giàu có người có quyền lực có danh vọng trước tước có tiền bạc hết còn chuyện chúa thì các anh nhưng mà ông lại đi tìm cách để xem cho biết đức Giêsu là ai mà không được vì dân chúng quá đông. Dân chúng đông thì thôi để lúc khác. Ta cũng muốn đi ra nhưng mà đi đến lòng thương xót lắm mà đông quá thôi để lúc khác. Thấy chưa? Có nhiều người cũng muốn nghe về lòng thương cho chúng cũng đến nhưng mà đến xa quá, đông quá, thôi để lúc khác. Không. Đã muốn khao khát khát vọng đã khát vọng thì tìm cho bằng được tìm cách để xem biết Đức Giêsu là ai mà dân chúng quá đông ông ta lại lùn không thấy gì hết hợp lý không hợp lý và ông ta có quyền từ chối không có quyền từ chối con mệt quá còn không đến lòng thương cho Chúa được còn bận quá còn không đến lòng thương cho Chúa được ơi vợ con nó cằn nhằn con không đến được chúng ta có một ngàn lẻ một lý do để không đến với lòng thương cho Chúa hợp lý vô cùng như gia kêu nhưng Gia Kêu không dừng lại ở đó Ông tìm cách Tìm cách Chạy trước leo lên để nhìn Đi trước leo lên để nhìn Đức Giêsu sắp đi qua Cả một công trình Vất vả Chạy đi trước Người lùn mà đi trước Sao đi nhanh được mà lại đi trước đám đông Rồi người lùn leo lên cây có dễ không anh kia Anh chân dài này tót cái anh bước lên trên đỉnh rồi Ngọn cây rồi còn ống lùn mà Leo lên để nhìn xem Chúa Giêsu Thế thôi, thế thôi Đó là khát vọng của ông ta Chỉ nhỏ bé thôi, nhỏ bé thôi Chỉ biết tò mò con nhìn xem Chúa coi như thế nào Khi mình khát vọng về Chúa Một, Chúa ban cho mình cả 10 lần như thế Hơn những gì mình khát, hơn những gì mình vọng Cho nên tôi nói cà phê khát vọng Tôi nói anh em khát vọng là như vậy lúc nào mình cũng khao khát lúc nào mình cũng trông mong lúc nào cũng hy vọng nuôi dưỡng cái niềm hy vọng giữa một thế giới chỉ khát tiền khát tình khát tài khát danh khát 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 chả thấy cũng một câu cuối được vì khát lòng thương xót chúa không ai khát khát gì ai khát lòng xót thương chả ai khát lòng thương xót chúa cả mà mình khát cái đó mình trông mong mình vọng cái đó ông khát và Chúa đáp ứng cái khao khát của ông ấy hơn những gì ông ước dừng lại leo lên cây làm sao mà biết ông leo lên cây làm sao biết ông ở trên phải nhìn lên con người nhìn lên Chúa hay Chúa phải nhìn lên con người à Chúa đảo ngược vị trí từ mặt ông vua xuống làm thứ dân cho một thứ dân nó leo trên đầu lên cổ mình ngước lên nhìn nó nếu mà nói bình thường là gì Khi quân hỗn quá Cái gì Chém đầu Lính đâu yeah. Lính đâu yeah. Mình lính là ngủ hết sao mà dạ dạ gì <laughs> Lính đâu Lính yeah. mà yeah, 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 yeah. Lính đâu yeah, có. <laughs> Mình lính thì chán quá Lính, lính lính, chắc không ăn lương thế thì đức giêsu nhìn lên dừng lại nhìn lên và mời ông ấy xuống xuống mau đi xuống rồi gặp được rồi gặp được chưa thôi nha được rồi nha thấy giờ biết tôi là ai chưa được rồi chưa vâng vâng còn biết ngài rồi vậy đủ chưa đủ rồi quá mong ước ông chỉ nhìn thế mà bia gặp được bắt tay được chào nữa đức sang Roma mà được nhìn đức thiên cha từ xa là sướng lắm rồi đứng xa xa bão nhiêu nhiêu người đứng xa xa như đức thiên cha tự nhiên đức Thánh cha thì dừng lại gọi cha long lại đây Giêsu ma run như người sấy mừng, mừng, mừng chết đi được phải không cha long lại đây vượt bao nhiêu lính canh chạy đến bắt tay đức thiên cha hôn nhẫn một cái cho xoa đầu cho một cái chết cũng sướng không như vậy đức thiên cha bảo vào trong dinh không như vậy không phải vào trong dinh Hơn thế nữa Cha đang ở đâu? Ở nhà trọ nào? Ở trọ nhà anh Tuấn phải không? Hôm nay tôi đến chỗ nhà trọ của anh Ê, Đức Thánh Cha đến nhà trọ của con rồi à? Ừ Anh phải suy nghĩ như vậy mới thấy Là một thiên chúa Còn gấp tỷ tỷ lần Đức Thánh Cha Tỷ tỷ lần ông Tổng thống Mỹ hay Tỷ tỷ lần bất cứ một vua Chúa quyền lực nhất thế giới này Mà lại tôi đến nhà anh đấy có thật hay không hả à. thật hả vâng 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 rước vào nhà và chính cái đó làm cho ông thay đổi đối với ông tiền là trên hết tiền là số một bây giờ ông coi tiền không là gì hết chúa là trên cả tiền cho nên ông mới dám chuyên nửa gia tài làm bác ái chứ mới đến gấp bốn vì thì những người đi theo lòng thương xót chúa mà họ quảng đại họ đóng góp là vì họ được chúa sờ chạm đến họ rất nhiều người quảng đại lắm thưa anh chị em Rất nhiều người giàu quảng đại Vì họ được Chúa sở trạng. Đối với họ, họ bảo bây giờ con tiền không là gì Chứ còn ham tiền lắm Chứ còn thèm tiền lắm Chứ con chỉ muốn giữ tiền Tiêu tiền, xài tiền Bây giờ thì con biết cho tiền Vì Chúa đã cho con Cả một tâm lọc xót so thương Mình thêm mở kinh Nguyện Lòng Thương cho Chúa Trang 9 Đọc kinh cầu cho các linh hồn trước khi đọc quyền Đức lấy thiêng liêng. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho các linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa trời sáng lang vui vẻ vô cùng. Amen. Lấy Đức Chúa Giêsu, con tin thật Chúa ngự trong phép mình thánh. Con kinh mến Chúa trên hết mọi sự cùng ước ao chịu lấy chúa trong linh hồn con song le bây giờ con, con chẳng có thế mà chịu chúa cho thật được thì xin chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng vậy chẳng khác gì như chúa đã ngự vào thật thì con xin ẵm lấy cùng hợp làm một cùng chúa cho cho Xin Chúa chờ để cho con lìa bỏ Chúa bao giờ. AMEN Chúa ở cùng anh chị em Và ở cùng cha Xin Thiên Chúa toàn năng Là cha và con và thanh thần Ban phúc lành cho anh chị em AMEN Chúc anh chị em luôn được bình an Tạ ơn Chúa xa xưa con theo mẹ khi nắng hay mưa suốt một đời mẹ sống tin yêu suốt một đời con sống tin yêu